bán ngày khoảng 200 cây ké. Nem thì cô bán khoảng 150-200 cây nem rồi. Chả heo thì bán 400 cây. Chả bò thì bán cũng 400. Dưa leo một ngày chạy là từ trên 35-40 kg. Chả bò, nem, ché đầy đủ hết á. Cái nào là cũng ngon hết. Cô lọt bên cô Nguyệt. Cô Nguyệt nem chả ché. Món này người ta nói ăn nó ngon, là có chua, có tỏi, có này kia người ta thèm. Ché là cô bán ngày khoảng 200 cây ché. Chả heo thì bán 400 cây. Chả bò thì bán cũng 400. Nem này cô lấy đặc biệt, ché cô cũng lấy đặc biệt nên bởi ngon lắm, bởi người ta tìm cô Nguyệt dữ lắm. Cô lọt bên cô Nguyệt. Cô Nguyệt nem chả ché. Hôm nay cô 57 tuổi. Cô bán này là 20 mấy năm rồi. 293 đường Nguyễn Đường Hèn. 9 giờ sáng tới 10 giờ đêm. Hồi xưa cô bán bánh tét. Rồi cô mới suy nghĩ ra cái bán chả nem này. Quyết định bán này luôn. Không có chọn nghề nào nữa hết. Chả quế, chả thịt heo, ché là lỗ tai heo, anh em là thịt heo. Nem này cô lấy đặc biệt, chả cô lấy đặc biệt, ché cô cũng lấy đặc biệt nên bởi ngon lắm, bởi người ta tìm cô Nguyệt dữ lắm. Cô làm là coi như là một cây ché, một cây huế, một cây bò, một cây nem. Từ 50 với 55, 60. Món này người ta nói ăn nó ngon, là có chua, có tỏi, có này kia người ta thèm. Cô bán cái này là cô hy vọng dữ lắm. Cô không bỏ cuộc. Tại vì cái này là cái món này là của cô từ mấy chục năm nay, là cô mơ ước là cho cô bán đặt để cô có tiền sống qua ngày. Chứ cô không có nghĩ là cô giàu có hay là gì. Sống để đủ ăn, đủ mặc. Vậy thôi.